Nhà ngập sau mưa lớn, người dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An sơ tán tránh lũ. Trong hai ngày qua, Nghệ An mưa lớn dẫn đến ngập lụt nhiều nơi. Tại huyện Quỳnh Lưu, nước tràn về khiến những tuyến đường chính vào các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoa, Quỳnh Mỹ bị chia cắt hoàn toàn. Ngay trong chiều nay, các lực lượng công an, quân đội vào từng thôn xóm để giúp người dân sơ tán tránh lũ. Chèo thuyền để đưa người già và trẻ em ra khỏi vùng lụt, nhiều nơi nước ngập sâu gần 1 mét. Huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo lực lượng đến những vùng ngập lụt để hỗ trợ người dân sơ tán đồ đạc, vật nuôi đến nơi an toàn nhất, cắt cử người túc trực sẵn sàng ứng cứu, di dời dân ở những điểm ngập sâu khi có lệnh.